Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 22 năm 2018 của Bộ Chính trị và đề án 106 của Bộ Công an và đề án số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiến hành rà soát, tăng cường lực lượng công an chính quy về các xã thị trấn trong toàn tỉnh từ những tháng đầu năm 2019. Qua 3 năm triển khai thực hiện với sự quyết tâm cao của lực lượng công an cùng với sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi về nỗ lực và kết quả trong đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị công an xã Châu Hương Nga, huyện Vĩnh Lợi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đứng cạnh chiếc xe máy cũ bị trộm được công an tìm lại được vào tháng 1 vừa qua, ông Đoàn Văn Phân không giấu được niềm vui và cảm kích. Dù là chiếc xe cũ nhưng đó là tài sản quý của ông Phân, bởi nó giúp ông trong việc đi lại hàng ngày để chăn nuôi heo và chăm sóc các ruộng lúa của gia đình. Bên cạnh niềm vui tìm được tài sản, ông Phân cũng rất phấn khởi bởi tính chuyên nghiệp của lực lượng công an khi nhanh chóng bắt được tội phạm là một tên nghiện ma túy để gìn giữ sự bình yên cho người dân ở địa phương. Tôi mất chiếc xe rồi vào khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2022. Thì báo cho công an thì tới khoảng 19 giờ là công an đã tìm được đối thủ, lấy được chiếc xe trả lại cho tôi. Tuy rằng chiếc xe nó không có giá trị, nhưng mà mất của thì mình phải nóng ruột, nhưng mà nhận được chiếc xe là rất mừng. Cũng nhờ công an nhanh nhẹn có những cái biện pháp để mà đối phó với những cái tệ nạn xã hội đó. Rồi những như cái trường hợp như là đua xe trên đê bao đồ này nọ thì giờ thấy cũng giảm rõ rệt luôn. Thì nhờ công an chính quy về đây tới giờ là thấy địa phương cũng phấn khởi dữ lắm. Trước đây Châu Hưng A cũng từng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, trong đó nổi lên các loại tệ nạn và tội phạm nguy hiểm và gây hoang mang trong nhân dân như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đá gà, đánh bài ăn tiền. Thế nhưng sau hơn một năm lực lượng công an chính quy được đưa về xã với nhiều đợt ra quân đấu tranh triệt xóa tội phạm, địa bàn xã trở nên an ninh trật tự hơn. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, hàng chục vụ vi phạm pháp luật liên quan đến các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm đã được xử lý dứt điểm. Chính từ sự bản lĩnh, chuyên nghiệp và quyết liệt trong công tác phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm của lực lượng công an đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Từ đó, mọi người tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sẵn sàng tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng bài trừ các tệ nạn xã hội và tội phạm trên địa bàn. Tin tưởng chỗ công an xã nè, thí dụ như bây giờ bà con người ta có lưu số điện thoại đó hả, là mình cũng có rồi. Thấy tình hình gì mà thấy bất ổn thì mình điện anh em ta cũng xuống kịp thời. Thì thấy đó là thấy cũng vững lòng tin. Ví dụ như mình cũng yên tâm tăng gia sản xuất thôi. Theo lãnh đạo công an xã Châu Hưng A, để có được những kết quả như trên, bên cạnh quyết tâm nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an, đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa các thủ đoạn của các loại tội phạm, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân trong thực hiện các biện pháp gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm qua, công an xã đã vận động nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trao tặng hơn 500 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh vượt khó học giỏi. Nổi bật trong việc phát huy sự chung tay của nhân dân trong triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm của đơn vị, đó là lắp đặt các camera giám sát an ninh và xây dựng mô hình Zalo phòng chống tội phạm. Hai mô hình trên được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đồng tình hưởng ứng và phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Xác định được cái địa bàn về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cơ bản thì chúng tôi đã đưa ra từ đầu năm đã đưa ra những cái công tác trọng tâm đột phá để phù hợp với địa bàn xã Châu Nga. Này cơ bản thì các vụ việc thì nó xảy ra trong năm không có lớn. Khi mà người dân báo tin ví dụ như mất trộm đi đó, người dân báo tin thì đây là cũng cử cán bộ xuống có mặt ngay hiện trường, rồi nắm lại thông tin, rồi điều tra ban đầu, thì là ghi nhận những cái ban đầu và phối hợp cùng công an huyện. Là trong thời gian qua thì báo các đồng chí thì cũng có cái nhiều việc trộm cắp lặt vặt xảy ra trên địa bàn trong thời gian vừa qua này, thì với cái sự mà nhiệt tình và nhanh nhẹn có mặt tại hiện trường thì
thì được sự đồng tình của bà con là rất lớn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Châu Hưng A được giữ vững ổn định, các vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội giảm đáng kể, giúp người dân an tâm lao động sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây là kết quả của sự chung tay chung sức của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã nói chung, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an xã đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Những nỗ lực cống hiến của các anh cũng đã tô điểm thêm nét đẹp về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.